clothes smelling like trees. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ lại chơi với nhân vật nữ chủ tế để đi tạo những cái phòng cho vui. Ngày hôm nay thì mình cũng vừa mới đi học về cho nên là học cũng khá là nhanh. Cuối kiểu như là giữa kỳ rồi, thi cuối giữa kỳ rồi, nó cũng không còn cái gì để mà bàn cãi nữa, cho nên là lên chỉ làm bài tập xuông xuông xong rồi thầy cho về sớm thôi. Vừa mới check lịch thi xong. Ôi dồi ôi, có mấy môn, có 4 môn mà thi 2 tuần. Kiểu như là Hunter. Kiểu như là thi không liền mạch ấy. Ngày hôm nay thi xong rồi 2-3 ngày sau thi môn khác nữa. Không biết là kỳ này có rớt môn nào hay không. Đang rất là lo lắng. Ai đây? Leo. Chỗ này nguy hiểm lắm. Leo này hình như có phụ kiện ha. Khá được. Ai, nhìn lối di chuyển rất là anh hùng luôn, không sợ ăn ván luôn. Ê ôi, gọi đệ ra kìa. Ai. Phá ván đi. Từ từ. Ê, nó bắt giấu mình rồi. Ôi, nó đi lại kìa. Trái. Ui, có con đệ. Ui. Cái này thì mình không thể lường trước được. Nó đặt con đệ ngay đây luôn. Hay. Hay thiệt. Chiến thuật hay. Pha này thì mình không thể lường được mọi thứ rồi. Khá là khen cho đại ca này. Ôi, nó gọi đệ ra nữa. Ui. Ui rồi ôi. Ôi. Ông này chơi hay thế. Gặp leo xịn rồi. Lại đệ nữa kìa. Gì chém free á trời. Hay quá. Chạy. Thôi. Nó di chuyển vào nhà kia. Ô thằng ngu. Một pha lừa tình của mình luôn. Mình tính chạy vào nhà nhưng thôi, ai ngờ ông dịch ông túc biến vào nhà. Hay quá nhở. Ô, nó vẫn dí mình. Thôi trời ơi. Nó đang đuổi đằng sau kìa. Cay, nãy pha tốc biến quả nãy hơi bị cay. Dùng đệ luôn. Chạy, may quá, có cái tốc và chạy của ván. Sửa máy đi các bạn ơi. Vòng dơ ghê luôn. Chán không tả được. Đồng đội đang cover. À, đang đuổi mỹ nhân rồi, hay quá. Yeah, có rượu rồi. Khỏi mất thời gian trị thương. Nó không đuổi nữa. Hôm nay gặp phải leo xịn cho nên là mình hơi bị lúng cuống. Thực sự ra đầu game thì leo nó cũng không có mạnh đâu. Nó rất là tù trong cái giai đoạn đầu. Không ngờ là nó đuổi chay mình có một chút thôi mà nó gọi khá là nhiều đệ ra để mà chặn đầu mình. Tuyệt vời. Ba mà lên nhánh 6 là nhánh 9 thì cay mệt đấy bà. Đệ các kiểu luôn kìa.
Ôi, nó đuổi. Không không, nó không đuổi. Hồi hộp dễ sợ luôn. À, thanh niên này được. Nó lại dùng con đẻ dịch chuyển lại rồi. Phá luôn. Có cái lửa màu hồng đẹp quá. Mất nha, mình sẽ đi cứu tử tế. À, mỹ nhân. Khắc chế leo thì các bạn cứ đi thẳng là một này. Thứ hai là các bạn có thể quay nhanh người về và ấn nhanh vào cái bụng của con rối á. Ô, không tạo vòng được. Chết rồi, không biết có kịp không. Lại gọi đệ nữa kìa. Rồi, chạy. Áo, nổ máy đi. Cái thằng leo mệt ghê luôn, khỏe thiệt, mạnh thiệt. Ôi, hồi hộp dễ sợ luôn á, cứ tưởng pha hồi nãy là mình gục rồi. Không ai cứu được nhưng cuối cùng là vẫn thoát được. Ủa gì? Ô, lại gần đây hết rồi. Leo mang tốc biến, không lo. Thoát thôi. Hội bốn chị em đi solo khô máu với ông Leo. Úi giời ơi, cô nút. Đáng. Trời ơi. Cái bộ trang phục này là bộ trang phục B thôi, nhưng mà đẹp thiệt. Hình như là nó nằm ở trong cái sự kiện là tạt nước ấy. Rất là đẹp. Ủa sao không đặt cái vòng được nhỉ? Ủa, được nè. Ơ hay. À được rồi, nó bị sao á. Hôm nay mình gặp Madam. Thường thường chơi chủ tế là sẽ có hai vị trí đặt vòng ở trong đây, gây choáng Hunter cực kỳ tốt bằng những cái ván. Mà bắt chủ tế thì đi cái đường đấy là quá là tiện rồi, nhưng mà khổ cái đi qua đó là Hunter sẽ bị ăn ván liền. Rất là đau. Một cái ván trên lầu nữa. Đang đuổi điều phối sao lại thoát được rồi. Đầu năm thì mình cũng nộp hồ sơ đầy đủ, nhưng mà khổ cái là cái bảo hiểm của mình thì không có. Sau đó là mình mới lên mình đóng tiền. Đóng hẳn hoi cũng không lấy. Đến khi mà cuối kỳ 2 đến nơi rồi thì lại báo phải bắt buộc đóng. Trời ơi, vừa hồi trưa nay đi sớm, photo đủ các kiểu xong rồi bắt đầu là mới đi nộp. Ký tên trên trời dưới đất. Vậy là ổn rồi, không là bị kỷ luật cũng mệt mỏi lắm. Trời hôm nay cực kỳ nắng, nắng mà kiểu nắng xịn luôn. Ơ kìa. Thôi, ok. Bạn nào có nhu cầu vô đây cai thì cứ vào thôi. Mệt mỏi. Chủ tế là một nhân vật mà kiểu như là được rất là trọng dụng luôn. Cho nên là bạn nào có ý định mua nhân vật này thì cứ mua. Rất là mạnh ở trong giai đoạn tạo cổng, tạo đường vòng, trốn thoát cực kỳ tốt. Chơi những cái map rộng rộng như là Lạc Ven Hồ này, rồi công viên Ánh Trăng này, hoặc là cái map mà nhiều cửa sổ, rồi lắm ván như là bệnh viện, cái gì? Không phải bệnh viện mà là cái map gì ta? Nhà thư phố Cát Trắng ấy. Ui, cứ phải nói là rút nhanh như một con gió luôn.
À thôi, chỗ này thì tuyệt vời để cho mình cứu rồi. Đây, chủ tế cứu chỗ này đúng ngon luôn này. Nó lên rồi, nó lên rồi. Yeah. Lên trước đi, lên trước đi. Rồi. Tuyệt vời. Madame vẫn còn lỡ ngỡ dưới đấy. Madame chưa biết là mình cứu hương sư chạy lên đây rồi. Đứng im chị thương cho. Cái gì vậy? Đứng im. Chạy đi đâu ấy? Hết máu đến nơi rồi còn xí sớn. Đấy. Khổ không chứ. Trận này mình có gặp cô gái mù cho nên là bạn này yên bình đi sửa máy dễ sợ luôn. Rồi, nó dịch chuyển rồi. Tạo cái vòng. Bên kia đông vui xôn xao ghê. Hunter ở bên này luôn. Dạo này thì mình cũng sắp thi học kỳ 2 rồi. Không biết là có đủ thời gian để làm clip cho bạn xem hay không nữa. Sự kiện thì rất là nhiều. Bên Trung thì đang có cái cột lát. Ui, nó không thèm đánh luôn. Bên Trung thì đang có chuẩn bị có côn láp Conan thơm ghê. Ui dồi ôi, thích nhất là skin của hương sư á, trong nhân vật Haibara. Bà cô Haibara này thì thật sự ra thì tính ra thì cũng hơi gắt, tính hơi gắt gỏng luôn, kiểu như đàn chị của Shinichi á. Shinichi cũng kiểu rất là nghe lời Haibara về mọi mặt, cũng rất là thông minh, góp phụ một phần cho nhân vật Shinichi phá án rất là nhiều vụ án. Mà không hiểu lý do vì sao thì ở ngoài nhà sách ấy, thì nó bán truyện theo kiểu là một tháng một cuốn sao ấy, còn trên mạng thì nó chỉ bán, nó đăng tràn lan đại hải ra rồi. Nhưng mà mình quên nổ máy luôn kìa. Phát súng đau đầu luôn. Tập trung đông như hội chợ ở đây thì nó nằm vùng kiểm soát của nó rồi, rất là nguy hiểm. Mà mình lười đọc truyện trên mạng lắm nha, mặc dù là thích đọc Conan, kiểu mắt cứ nhìn vào màn hình máy tính rồi rất là mỏi. Mở cái cổng không yên luôn á. Hết phòng rồi. Thôi. Ui. Cứu thôi, cứu thôi. Đam ơi là Đam. Mắt đỏ thì dĩ nhiên là làm chủ ở cuối game rồi. Nó không cam, cứu cứu cứu. Cái cổng được gần 50 rồi. Nó đuổi mù, nó đuổi mù. Để mình lại mình cứu mù xem sao. Thanh niên này vẫn chưa thấy mắt đỏ đâu, cho nên là cũng cần phải cẩn thận. Sắp hết bắt đỏ rồi, một chút nữa thôi, khoảng 10 giây à. Mình có nhánh 6 này, nhưng mà... À không,
Nhánh 9, nãy cứu hương sư mất tiêu rồi. Hay quá, hết mắt đỏ rồi. Để cho Trinh cứu, Trinh còn nhánh 6. Hồi hộp quá. Tạo cái vòng cho mấy bạn này chạy. Nhanh lên. Ôi, má chạy không yên luôn á. Trời ơi, như phim hành động. Giờ sao mà vô ta? Nếu mà vô thì Lily là gục luôn, bay luôn. À, Hương Sư này. Ui, chết tôi rồi. Hương Sư, hay quá. Bạn này chơi rất là hay luôn, cover cho mình tốt quá. Thoát rồi. Hương Sư ơi, cảm ơn rất là nhiều luôn. Hay quá, cover tốt quá. Ok, và mình sẽ kết thúc video clip đây. Và chúc các bạn có một ngày may mắn nha. Bye bye.